Thưa quý vị, kết thúc một học kỳ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1, giáo viên và học sinh các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã bắt nhịp được những yêu cầu cơ bản của chương trình. Khó khăn ban đầu trong quá trình triển khai chương trình đến nay đã được tháo gỡ, qua đó tạo những chuyển biến tích cực trong chất lượng dạy và học. Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới mở năm học đầu tiên là đối với khối lớp 1. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo, các trường tiểu học trên địa bàn đã huy động đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, năng lực và tiến hành chọn bộ sách giáo khoa. Sau một học kỳ triển khai, bộ sách này không vấp phải những phản ứng mạnh của giáo viên và phụ huynh học sinh như nhiều tỉnh thành khác. Khi mà đưa sách mà được chọn lựa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào sử dụng thì chúng tôi không gặp bất kỳ một cái khó khăn sự cố nào về cái bộ sách mà mình đã được chọn cho học sinh. Các trường học cũng đã có sự chủ động chuẩn bị về điều kiện dạy và học, đội ngũ giáo viên, nên việc áp dụng chương trình mới tương đối thuận lợi, hiệu quả. Sở cũng như là Phòng Giáo dục Đào tạo luôn quan tâm và tổ chức các buổi tập huấn chuyên đề kịp thời và chất lượng để cho đội ngũ cán bộ quản lý cũng như giáo viên thực hiện chương trình lớp 1. Sau một kỳ học triển khai chương trình lớp 1, nhiều cán bộ giáo viên và phụ huynh khẳng định, dù bộ môn tiếng Việt ở một số bài có hơi nặng so với khả năng của học sinh lớp 1, tuy nhiên hầu hết học sinh đều bắt kịp chương trình và cải thiện các kỹ năng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo. Những học sinh tiếp thu chậm đều được giáo viên kèm cặp, nên kết thúc học kỳ 1 không có tình trạng học sinh không theo kịp chương trình. Tôi thấy chương trình phổ thông mới, con tôi học rất là thoải mái. Về toán thì tương đối là nhẹ nhàng, các em có thể em thích thú và có thể tiếp thu tốt được. Còn về tiếng Việt thì qua học kỳ 2 thì đa số là các em đã đọc viết được. Sang học kỳ 2, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức rà soát rút kinh nghiệm việc triển khai chương trình lớp 1, đồng thời đẩy mạnh việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6, đảm bảo đúng quy định. Việc xây dựng, ban hành tài liệu giáo dục địa phương cũng sẽ được ngành thực hiện chặt chẽ, chất lượng, không để xảy ra sai sót.